On some markets there are these instruments available as well. Options. Ở một số thị trường ấy thì họ lại có một số những cái dịch vụ như thế này mà họ cung cấp, đó là cái hợp đồng quyền chọn ngoại hối. This forward rate you agree with the bank to sell or to buy currency in future on the rate agreed today. It's binding. You must sell or you must buy at the rate agreed today in future. Thế thì một cái hợp đồng về chuyển ngoại hối, tức là một cái hợp đồng mà chúng ta giao một cái loại tiền để đổi lấy một loại tiền khác ở trong tương lai. Thế nhưng mà theo cái mức giá mà chúng ta đã thống nhất từ hôm nay, thế nhưng cái giao dịch đấy là sẽ thực hiện ở trong tương lai, và chúng ta nhất thiết và chúng ta sẽ phải tức là người mua sẽ yêu cầu là cái bên cung cấp dịch vụ này sẽ phải mua bán cái loại tiền để đó. Options are different. You can buy option to sell or to buy foreign currency at an agreed rate. You have the right, but you have no obligation. So if the rate on maturity on current market, spot market at that time is better for you, you just leave the option to expire. Chúng ta thấy rằng là cái quyền chọn này á, thì nó rất là hay ở cái là nếu như chúng ta mua cái quyền chọn đấy, thì quyền chọn đấy có thể là quyền chọn mua hoặc bán lại tiền tệ tại một mức giá thống nhất từ trước ấy. Thế nhưng đến cái ngày mà nó hết hạn, đến cái ngày đáo hạn ấy, thì chúng ta thấy là cái tỷ giá trên thị trường ấy, nó lại có lợi cho chúng ta, thì chúng ta không bắt buộc phải thực hiện theo cái việc mua hay bán đó, mà chúng ta cứ để cho nó là hết hạn. So definitely markets for options are quite limited. But maybe with some special permission for some special purposes, it can be available here as well for some days. Currency like dollar against your local currency. Về cơ bản ấy, thì cái hợp đồng quyền chọn này rất là tốt. Thế thì rất có thể là ở một số cái lĩnh vực, một số cái mục đích nào đấy thì người ta cũng có cho phép là thực hiện hay là cung cấp cái dịch vụ hợp đồng quyền chọn ngoại hối này. So just to summarize what we as exporters and importers might think about when it comes to mitigation of the foreign exchange risk. Thế thì đây là chúng ta có thể tóm tắt lại về những cái việc mà một nhà xuất khẩu hay là nhà nhập khẩu có thể suy nghĩ về những cái lựa chọn nào để có thể giảm thiểu cái rủi ro về ngoại hối. Definitely the number one option and very popular here and elsewhere, forward rates. When we make contract with the bank to sell or buy foreign currency with the rate agreed today and future delivery, so we know exactly how much we will get. Thế thì như vậy là tóm tắt cái thứ nhất, đó là chúng ta sẽ có cái gọi là quyền chọn ngoại hối, thì có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái tỷ giá ra sau, tỷ giá trong tương lai ấy, có nghĩa là chúng ta cùng nhau thống nhất về cái tỷ giá đấy ở trong tương lai, như cái ngày ra cái ngoại hối đấy sẽ là một ngày nào đó trong tương lai. And the other very useful and common options are to have foreign currency account. Thế và cái thứ hai, cái lựa chọn thứ hai đó là chúng ta có thể có cái tài khoản ngoại tệ.
especially when we receive money in foreign currency and we pay in that currency as well for goods and services bought from abroad. Chúng ta nên có cái tài khoản ngoại tệ này, đặc biệt là khi chúng ta thường là sẽ nhận được cái tiền hoặc là phải thanh toán bằng một cái loại tiền tệ nào đó khi chúng ta giao dịch với lại phía ở nước ngoài. And exporters which are worried about foreign exchange risk, they might think about actually borrowing from the bank, getting a loan in that currency which they will repay by the money received from abroad. Thế và nhà xuất khẩu ấy thì có thể nghĩ đến việc giảm thiểu cái rủi ro về ngoại hối bằng cách là họ đi vay một ngoại tệ. Sau đấy khi nào họ nhận được cái tiền mà họ sẽ được thanh toán ấy, thì họ sẽ trả lại cái khoản tiền đó cho ngân hàng. Good. So, talk to your bank and see what the options for you are and what would be the best way how to minimize. Let's go back to the contract. So, we know the risks and we will fix the contract and all these things should be covered for Incoterm documents, payment, conditions. Thế thì chúng ta hãy nên nói chuyện với ngân hàng của mình và xem đâu là cái lựa chọn mà chúng ta có thể được tiếp cận và cái lựa chọn nào là tốt nhất cho chúng ta để chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro. Thế như vậy thì chúng ta đã biết được là trong giao dịch thương mại quốc tế thì chúng ta phải đối mặt với những cái rủi ro nào, thì chúng ta sẽ phải xây dựng những cái hợp đồng để làm sao nó có thể là bao quát được tất cả những cái phần rủi ro đấy. So for us bankers, it is very important that customers understand the payment methods, options where they have and they select and describe it properly. So if the payment is to be done by letter of credit, it should be specified clearly in the contract of sale. Như vậy đối với lại những cái người làm ở ngân hàng ấy thì họ cần phải biết một cách chính xác về những cái điều kiện thanh toán liên quan mà được nêu trong cái hợp đồng đấy. Chẳng hạn như là sẽ thanh toán qua thư tín dụng chẳng hạn thì cũng phải nêu rõ ở trong hợp đồng là thanh toán bằng thư tín dụng. Good. What is this picture all about? Các anh chị thử xem cái tranh này là nó về cái gì vậy? Why do you think I am showing you the picture of orchestra? Do you think I like classical music? Các anh chị nghĩ tại sao tôi lại chiếu cho các anh chị xem một cái bức ảnh về một cái dàn nhạc, đúng không ạ? Dàn nhạc giao hưởng đây. Các anh chị nghĩ là tôi thích nhạc cổ điển đúng không? I do. Tôi đúng là tôi thích nhạc cổ điển này. And one of the reasons is that I'm always curious how they well play. You have 200 or 300 players playing together, unless they are directly managed by a director, conductor. I'm sure it would not be good music to listen to. Vâng, tôi thực sự là có thích nhạc cổ điển, thích nhạc giao hưởng như thế này. Bởi
Thì tôi cũng luôn luôn tò mò, không hiểu là làm sao mà tận hàng 30 người chơi nhạc 200, 300 người nhiều khi là như vậy mà họ lại vẫn chơi phối hợp được với nhau. Tôi nghĩ rằng nếu như họ không được quản lý tốt bởi cái ông nhạc trưởng này thì chắc chắn là cái nhạc đấy nghe nó cũng không hay lắm đâu. So if I am exporter, I can have my export transaction also as a nice symphony. Or it could be, if it's not managed, big mass. Tôi lấy ví dụ như tôi là nhà xuất khẩu chẳng hạn, và cái giao dịch xuất khẩu của tôi nó cũng giống như là có thể dùng cái từ so sánh là bản giao hưởng trong xuất khẩu, có nghĩa là phải được quản lý. Nếu như không quản lý tốt thì nó sẽ lộn xộn hết cả. So we can look at this like Mr. Conductor, Mr. Director is contract of sale with specific conditions, general conditions, and this is the master contract. Thế thì chúng ta có thể nhìn vào cái ông nhạc trưởng kia kìa. Ông ấy giống như là chính là cái hợp đồng mua bán ấy. Và cái hợp đồng mua bán đấy thì phải nêu rõ những cái là điều kiện cụ thể này, rồi thì những cái điều khoản về thanh toán Incoterm này, rồi các cái giấy tờ chứng từ. Ngoài ra thì có cả những cái điều kiện bán chung chung, điều kiện mua bán chung chung. And based on this, other contracts will be done. Mr. Exporter might have agreed on payment to be done by letter of credit. So letter of credit contract with the bank will come into force, and it should reflect the contract conditions. Contract should specify how the LC will look like. Thế thì dựa trên cái hợp đồng mua bán này á, thì chúng ta sẽ có thể xây dựng những cái hợp đồng khác. Ví dụ như hợp đồng mua bán này nó nói rằng là thanh toán sẽ được thực hiện bằng thư tín dụng. Vậy thì là chúng ta sẽ xây dựng cái thư tín dụng đấy, dự thảo cái thư tín dụng đấy và ký hợp đồng thư tín dụng với cả ngân hàng. Và cái hợp đồng thư tín dụng đấy nó phải phản ánh những cái điều khoản điều kiện trong cái hợp đồng mua bán chính của chúng ta. And there are many other contracts which should be well fixed in the contract of sale and then done in line with this. Contract of carriage. Exporter might be responsible for shipment of the goods based on the Incoterm. Thế rồi thì cũng có thể là trong cái hợp đồng mua bán thì sẽ nói đưa ra hẳn cái điều khoản về vận chuyển chẳng hạn. Điều khoản ví dụ như là dựa trên Incoterm thì nhà xuất khẩu sẽ phải chịu trách nhiệm về việc là vận chuyển hàng hóa chẳng hạn. Như vậy thì là nhà xuất khẩu lúc đấy sẽ phải ký một cái gọi là hợp đồng vận chuyển hàng hóa. He might be responsible for insurance in favor of the buyer. And again, contract should specify the terms of that insurance contract. Thế mà có thể là nhà xuất khẩu ấy cũng sẽ lại phải chịu trách nhiệm là bảo hiểm cho người mua, bảo hiểm cho hàng hóa thay cho người mua, và đương nhiên là cái điều khoản trong cái hợp đồng chính cũng phải nói rằng là như vậy, quy định rằng như vậy. And the same would apply to importer, okay? It could be good if it's all well managed and all well described in the contract of sale and other contracts are in line with this. Or it could be a big mess if there is conflict between these different contracts. Bây giờ chúng ta nhìn từ góc độ của nhà nhập khẩu thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là chúng ta cũng phải đảm bảo là quản lý một cách tốt, hài hòa, và tất cả là sẽ phải đảm bảo tốt trong cái hợp đồng mua bán. Và những cái hợp đồng khác thì cũng đều phải phù hợp, đều phải thống nhất với cái hợp đồng mua bán. Nếu không lại có những cái mâu thuẫn giữa những cái hợp đồng với nhau thì nó sẽ lộn xộn hết cả.
Good. So that was introduction to understand that letter of credit is only important, but only part, and you can even say small part of the whole transaction, export or import transaction. Thế thì cái phần đấy là mới để giới thiệu cho các anh chị rằng là thư tín dụng ấy thì nó cũng là quan trọng, nhưng mà nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi trong toàn bộ cái giao dịch xuất khẩu hoặc là nhập khẩu. So exporter agreed it's important on the letter of credit. He does not want to have the payment risk of the buyer. So we will go for the payment risk of the bank instead. Thế thì chúng ta thấy lúc đấy đã nói đấy là nhà xuất khẩu thì nhiều khi là không muốn phải hứng chịu cái rủi ro về thanh toán của người mua, cho nên là ông ấy sẽ thay thế cái rủi ro thanh toán của người mua bằng cái rủi ro thanh toán của ngân hàng. So in the letter of credit transaction, we know that bank is kind of in the middle. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong những cái giao dịch xuất nhập khẩu ấy thì ngân hàng giống như là trung gian. Exporter does not really trust so much the buyer to pay, so he goes for the bank obligation to pay, and he must understand that he must present documents which will comply with LC 100%. Thế chúng ta thấy rằng là trong cái giao dịch xuất nhập khẩu ấy thì người xuất khẩu cũng không tin tưởng lắm người nhập khẩu, cho nên là mới sẽ giao dịch qua ngân hàng, và ngân hàng sẽ có nghĩa vụ là phải đảm bảo thanh toán cho mới, và tất nhiên là nhà xuất khẩu cũng sẽ phải xuất trình những cái chứng từ mà nó phải phù hợp với nhau 100%. Ví dụ như là có cái thư tín dụng thì nó cũng phải phù hợp với các cái chứng từ khác 100%. An importer also prefers LC to payment in advance. Thế còn tất nhiên là nhà nhập khẩu thì cũng rất thích có được cái thư tín dụng để có thể là nhận được, để có thể là thanh toán trước. In some countries, I see that importers, they borrow money from the bank and they pay in advance, which is very expensive to borrow and risky to pay in advance. Tôi thấy là có một số trường hợp là các nhà nhập khẩu ấy, thì họ vay tiền của ngân hàng, sau đấy họ trả trước. Thế thì làm như vậy thì nó rất là tốn kém chi phí, tại vì vay tiền xong rồi đi trả trước. First of all, it should be cheaper to have a bank to issue a letter of credit than to take a loan from the bank. The rate should be much cheaper. Trước hết là nhà nhập khẩu nên sử dụng thư tín dụng, bởi vì là lấy thư tín dụng ấy thì có thể là nó sẽ rẻ hơn so với việc là nhà nhập khẩu đi vay tiền của ngân hàng. And secondly, I can minimize the risk. I will not receive the goods. I will ask for documents which prove that the exporter shipped the goods I want. I will ask for bills of lading, invoices, certificates of origin, inspection, etc. Thế rồi thì tôi mà là nhà nhập khẩu ấy thì tôi cũng sẽ có thể là giảm thiểu những cái rủi ro tôi phải đối mặt liên quan tới cái việc nhận hàng hóa đấy. Chẳng hạn như tôi thấy chưa nhận được hàng hóa thì tôi sẽ có thể yêu cầu là xuất trình cho tôi những cái chứng từ chứng minh rằng là hàng đã được vận chuyển này. Tôi sẽ yêu cầu là phải cung cấp cho tôi cái vận đơn này, chứng nhận một gốc hàng hóa này, chứng nhận kiểm tra hàng này, vân vân.
Okay, so now let's go into transaction, documentary grade transaction, and we will think about position, role of the banks in letter of credit cycle. Bây giờ thì chúng ta hãy xem xét những cái chứng từ có liên quan với tới cái giao dịch này, và chúng ta hãy xem xét những cái gọi là vị trí hay là vai trò của các cái ngân hàng liên quan đến giao dịch. So we know it starts with the contract where LC is agreed. An exporter works with his bank, let's say Commerzbank bank in Czech Republic. And Mr. Importer works with Bank of Vietnam based. Bây giờ chúng ta hãy giả sử là các nhà xuất nhập khẩu thì làm việc với những cái ngân hàng này. Ví dụ nhà xuất khẩu thì làm việc với ngân hàng Commerzbank ở Cộng hòa Séc. Thế còn nhà nhập khẩu thì làm việc với ngân hàng Việt Nam. So Mr. Importer goes to his bank to ask them to issue a letter of credit. If we are at the risk and we are secured, we issue LC by SWIFT, which will be sent to the Commerzbank bank to advance it to the beneficiary. Thế thì trong trường hợp đấy thì nhà nhập khẩu có thể đi đến ngân hàng và xin mở cái thư tín dụng, và ngân hàng đấy sẽ giao dịch với ngân hàng ở bên Cộng hòa Séc để có thể là tạm ứng cho nhà xuất khẩu. Letter of credit will be subject to UCP 600. And UCP 600 says that issuing bank, when they issue, has undertaken to honor if documents are present, to pay. Thế thì trong cái hướng dẫn về UCP 600 ấy, thì nó có cái điều khoản về cái gọi là cam kết của ngân hàng phát hành cái thư tín dụng này, thì nó nói rằng là miễn là những cái chứng từ mà được quy định ấy, được xuất trình cho cái ngân hàng được chỉ định hoặc là cho ngân hàng phát hành, và sau đó thì họ sẽ có những cái chứng từ này sẽ là một phần trong những cái chứng từ được xuất trình mà nó tuân thủ, nó hợp lệ đấy, thì ngân hàng phát hành sẽ phải thực hiện cái đảm bảo thực hiện thanh toán. So you see UCP uses this word, the bank must honor, but we know it means to pay. If it's available by side payment, to pay at side. If it's available by different payment, to incur different payment out of date, and to pay at maturity. If it's available by acceptance, to accept and pay bill exchange. Thế thì các anh chị thấy rằng là trong cái quyển hướng dẫn UCP 600 ấy, nó dùng cái từ là honor đấy. Thế nhưng mà cái từ honor bình thường ở danh dự như trong ở đây nó có nghĩa là đảm bảo là thanh toán, có thể là đảm bảo thanh toán ngay hoặc là đảm bảo là thanh toán trả sau, cam kết thanh toán trả sau, rồi thì thanh toán khi mà nó đến hạn. Good, so LC now comes to the beneficiary, and beneficiary should read it very carefully to see whether it complies with the contract of sale or not. And maybe to ask for amendments if there is problem. Thế bây giờ là đến cái đoạn mà thư tín dụng đã đến trở tới cái tay người hưởng thư tín dụng. Thế thì cái người hưởng thư tín dụng đấy sẽ phải đặt rất là cẩn thận để xem là cái thư tín dụng đấy nó có nhất quán, thống nhất với lại cái hợp đồng mua bán hay không, và nếu không thì